Điều 7 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, chính sách của nhà nước đối với quan hệ dân sự. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự phải đảm bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết, tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đồng, cộng đồng vì mỗi người, và các giá trị đạo đức cao đẹp của các dân tộc cùng xuống sống trên đất nước Việt Nam. Trong quan hệ dân sự, việc hòa giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật được khuyến khích. Article 7. State Policies on Civil Relations. 1. The establishment, performance and termination of civil rights and obligations must ensure the preservation of national identities, respect and promote good customs, practices and traditions, solidarity, mutual affection and cooperation, the principle of every individual for the community and the community for every individual, and the noble ethical values of ethnicities living together on Vietnamese soil. 2. In civil relations, the conciliation between contracting parties in accordance with regulations of law shall be encouraged.